Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV. Kính thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ nay đến 3 ngày tới, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại các tỉnh miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng đô thị trũng thấp. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên, nên từ nay đến 3 ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thì hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15 đến 18 độ phía Bắc, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên. Dự báo trong đêm nay và ngày mai ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, theo các bản tin trước mà chúng tôi đã đưa ra là dự báo trong những ngày sắp tới, khoảng đầu tuần tới, trên Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp nằm ở phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa mạnh lên. Thì bên cạnh đó, trên biển Thái Bình Dương lại xuất hiện thêm một vùng áp thấp nhiệt đới nữa với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, cũng đang tiến vào hướng Biển Đông. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.